Cùng anh chị em tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, bản văn tin mừng hôm nay sẽ nối vào với bản văn tin mừng ngày mai. Cho nên chuẩn bị với mùa chay, chúng ta có hai bản văn tin mừng được đọc trước mùa chay để chúng ta chuẩn bị xác định cái mục đích của cuộc đời mình. Chúng ta phải cảm ơn anh thanh niên ngày hôm nay tới với Chúa Giêsu, bởi anh khao khát cái cùng đích cuộc đời. Anh đã xác định được cuộc đời của mình, cái cùng đích đi tới đâu. Bởi lẽ trong cuộc sống của anh thanh niên này, anh tìm đủ mọi cách giữ các giới răn, có tiền của, sống rất tốt lành thánh thiện. Anh ta vẫn áy náy và anh ta muốn tìm một cái gì đó cao hơn điều mà anh ta đang có. Và cái cao hơn mà Chúa Giêsu xác định cho anh ta cái cùng đích của cuộc đời, đó là nước trời. Và Ngài nói với anh ta rằng: Anh bán tất cả mọi của cải vật chất đem bố thí cho người nghèo khó, anh có một kho tàng ở trên trời, rồi đến theo ta. Ở đây chúng ta để ý, khi nói tới một kho báu ở đâu thì lòng người sẽ dính vào đó. Cái đó là chắc chắn. Tôi lấy ví dụ như ai mà gửi tiền ở ngân hàng là tiền cứ lòng mình cứ cay cấy ở ngân hàng, sợ ngân hàng bị phá sản. Thì ai mà đi mua được đâu ít vàng 5, 3, 7 cây gì đó mà chôn ở gầm giường, để ngoài gốc chuối lo lắm, cứ cay cấy sợ người ta lấy mất. Cái lòng của mình đặt ở nơi cái kho tàng, cái của cải mà mình đã có. Chúa Giêsu muốn anh thanh niên này có cái kho báu ở trên trời, để anh luôn đặt cái lòng của anh ở trên trời, và đó là cái cùng đích. Thì chúng ta thấy cái kết thúc của cái việc này, anh không làm được điều này. Anh sụ nét mặt, anh buồn. Anh buồn vì anh không dám bỏ những cái anh đang đắc thủ để anh có được một kho tàng ở trên trời. Anh buồn vì anh không dám bỏ cái của cải vật chất
Nhưng tất cả những cái anh đắc thủ của cải vật chất, mọi kiến thức, mọi cái anh đang có ở trần gian này không phải là kho tàng mà lòng anh phải gắn vào. Anh sợ bỏ những cái đấy, và vì vậy anh không có được nước trời. Chúa Giêsu gợi ý cho anh. Chúa Giêsu tìm ra cho anh một con đường, tìm ra ra một cách để giải quyết cái băn khoăn của cuộc đời anh. Bởi anh đến anh hỏi Chúa, chứ không phải là Chúa bảo anh bỏ. Anh đến anh hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Anh hỏi tôi thì bây giờ tôi bày vẽ cho anh cái cách để anh có được sự sống đời đời, cái cách mà anh sẽ tìm được, anh không còn băn khoăn, anh không còn lo lắng nữa. Và kết thúc của cái câu chuyện đáng buồn, vì anh không dám từ bỏ cái anh đang đắc thủ. Một chút suy tư như thế để tôi gợi ý với ông bạn anh chị em. Đôi khi chúng ta cũng giống anh thanh niên, chúng ta cũng đang đi tìm nước trời, chúng ta cũng đang đi tìm sự sống đời đời. Nhiều khi chúng ta cũng hỏi Chúa: Chúa ơi, làm sao để con được lên thiên đàng, làm sao để con có được sự sống đời đời? Chúa cũng bảo với chúng ta như anh thanh niên ngày hôm nay: con bỏ tất cả đi, con xây dựng một cái kho tàng ở trên trời. Kho tàng ở trên trời của chúng ta là gì? Đó là những việc lành bác ái, đó là những điều tốt, điều thiện hảo mà chúng ta làm, chúng ta gửi trên đó. Và khi kho tàng của mình ở trên nó thì lòng của chúng ta luôn cay cấy để hướng về nước trời. Và khi hướng về nước trời thì chắc chắn chúng ta không thể làm điều dữ, không thể làm điều ác, không thể ham mê của cải vật chất ở trần gian. Và trần gian này chỉ là cái con đường lữ hành, chỉ là những phương tiện để dẫn chúng ta về nước trời. Dù chúng ta có tiền của, chúng ta có vật chất, chúng ta có nhà lầu xe hơi, chúng ta có vợ đẹp con khôn, gia đình của chúng ta hòa thuận ấm êm, vợ chồng yêu thương nhau, con cái học hành tới nơi tới chốn thành tài, tất cả những cái đó là phương tiện để giúp chúng ta đi tới nước trời, chứ đó không phải là cùng đích để chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta nơi trần gian. Xin cho anh thanh niên ngày hôm nay, với câu hỏi của anh với Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng luôn luôn hỏi Chúa: con làm gì để có được sự sống đời đời? Và Ngài cũng đang thỏa thẻ nói với chúng ta: con bỏ hết mọi sự, bán tất cả của cải cho nghèo khó, cho người nghèo khó. Nghĩa là đừng có đặt cùng đích của mình ở trần gian, ở của cải, mà đặt cùng đích cuộc đời của chúng ta ở nước trời. Và khi chúng ta xác định được điều đấy thì chắc chắn chúng ta đã bước được một chân vào nước thiên đàng. Còn điều còn lại là chúng ta cố gắng từng ngày để theo sát Chúa Giêsu hơn.